Bà trong này. Ba. Hả? Đúng là ba rồi. Ba, ba có sao không vậy? Con lo quá. Cậu là cậu Mạnh phải không? Dạ không. Tôi là Duy, em của anh Mạnh. Tôi là Mạnh này bác sĩ. Tôi mới là người nghe điện thoại này bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã giúp đỡ và hỗ trợ ba tôi. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ba, ba thấy trong người sao rồi ba? Ba có sao đâu. À, đau đầu. Đau đầu chút thôi. Ba, mà hôm bữa đã xảy ra chuyện gì vậy ba? Tạm thời á, cậu không nên nhắc lại chuyện này. Tại vì bây giờ tâm lý bệnh nhân chưa hoàn toàn ổn định. Tôi xin lỗi bác sĩ. Ừ. Nhưng mà bác sĩ cho tôi hỏi, ba tôi nằm ở đây bao lâu rồi bác sĩ? Từ mấy ngày trước, một người dân trong làng tình cờ cứu được ba cậu rồi đưa tới đây. Chúng tôi rất muốn báo với gia đình, nhưng ba cậu cứ mơ mơ màng màng. Sáng nay ông mới tỉnh táo được một chút, nhớ được số điện thoại của con trai. Ba, ba còn thấy mệt chỗ nào nữa không? À, đau đầu quá, đau quá. À, ai à, đau quá. À, bác sĩ, vậy bây giờ tôi có thể đưa ba tôi về bệnh viện thành phố để tiện chăm sóc không bác sĩ? Được. Nhưng mà trước hết phải báo với công an địa phương. Hả? Khi ba cậu được đưa tới đây á, chúng tôi có thông báo với công an tìm người thân giúp. Dạ, vậy còn người của ba tôi thì sao? Tôi muốn gặp người ấy để cảm ơn. Tất nhiên rồi. Chúng ta phải cảm ơn người cứu ba mình chứ. Việc đó đã có anh lo rồi. Bây giờ cứ đưa ba về thành phố chữa trị trước đi đã. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ tôi phải ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho ba tôi. Chào cậu. Ông về, ông về, ông về. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Dạ, ông chủ. Ba, con đưa ba vào phòng nghỉ nha. Xuống, xuống, xuống. Mình cũng diễn kịch giỏi lắm mà. Mặt buồn. Mẹ Xuân ơi, ba con về rồi nè. Trời ơi, đây, đây là ba con. Má, anh ta ơn trời Phật, mình đã về thiệt rồi mình ơi. Đi vô ngồi mình, đi vô ngồi mình, đi vô ngồi mình, đi. Chị coi chừng té mình ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bà Bảy này cũng thiệt tình à. Lựa ngày này xin nghỉ cho được hà. Nước này em pha sẵn cho mình nè. Uống đi mình. Bà còn thích uống trà mà. Bà, bà uống trà con đi pha nghe. Có rượu đế bà điểm không? Hả? Mình không cần đâu. Con à, để ba con nghỉ ngơi đi. Mình à, mình cần nghỉ phải không mình? Ba mệt quá, cho ba vô nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi mình. Để đi, con đưa đi. Ba lên phòng. Anh hai con chừng nào về? Chừng nào anh hai con về kêu đưa vô gặp ba liền. Ba đuối lắm rồi đó. Dạ. Mình đi vô mình. Tuyệt đối chú không được tiết lộ giả ba tôi cho bất cứ ai, nhất là với thằng Duy. Cái gì biết thì nói, không biết thì im. Rõ chưa? Chú biết rồi. Vì vậy hạn chế tiếp xúc với thằng Duy, bởi vì chuyện riêng của ba con với thằng Duy con nắm không rõ lắm nha. Lỡ thằng Duy đã hỏi tới thì sao? Tạm thời trước mắt con sẽ sát cánh với chú 24/24. Có gì con sẽ đợi, nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì nó là đau đầu một đánh trống lãng đi. Nhớ những gì con dặn nha. Chú nhớ rồi. Ba, ba uống trà nè. Ba,
Tại bà khát quá. Mai mốt á, cô đổi trà xanh cho ba đi. Trà được uống đắng quá. Bà thích uống trà xanh từ khi nào vậy? Bác sĩ có nói là cơ thể của ba hiện giờ không có phù hợp với trà mát do tình trạng của ba bây giờ. Bác sĩ nói á. Vậy để con kêu dì Bảy đổi trà xanh cho ba nghe. Không cần đâu em. Để nó mẹ mua cho. Bởi vì dì Bảy xin phép về quê một tuần rồi. Dạ. Vậy ba có cần gì nữa không? Để con làm cho. Ba cần ở mình. Ba thấy mệt quá. Thôi chúng ta ra ngoài để ba nghỉ ngơi đi em. Dạ. Di nè, anh nghĩ là ba mới về cho nên cần phải thông báo rộng rãi cho mọi người biết. Em chuẩn bị lên công ty với anh nha. Dạ. Thôi ba nghỉ ngơi đi nghe. Chú làm cái gì vậy? Xem chút nữa là bị lộ rồi. Chú quên. Lần sau nhớ cẩn thận một chút. Con không thể theo chú cả ngày được. Chú phải nhớ. Phải nhớ kỹ những gì mà tôi và mẹ tôi đã dặn. Với lại, chú chuẩn bị tinh thần đi nha. Sắp tới phải lên công ty rồi đó. Lên công ty hả? Từ bây giờ đã đi. Bỏ ngày thôi sau đó đi. Chú nhớ rồi. Thôi nghỉ ngơi đi. Cuối cùng sếp cũng về được tới nhà an toàn. Thiệt là may mắn quá đi. Đó em nói mà, chỉ là mất tích thôi. Tai nạn sông nước như vậy á mà được cứu, dù sao cũng là kỳ tích thôi. Cho chị gửi. Chị hả? Chị đã biết tin gì chưa? Bác Cường đã trở về rồi đó. Chú, em gái con gọi báo tin. Ông Cường đã về nhà. Cái gì? Hả? Rồi, để chú gọi cho Mạnh coi sao. Mạnh hả? Ba con về rồi hả? Dạ đúng rồi, ba con mới về sáng nay. Vậy sao? Chúc mừng con. Vậy là tốt quá rồi. Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Tình hình sức khỏe của ba con thế nào? Dạ, về sức khỏe thì không có gì đáng ngại. Nhưng mà về tinh thần thì hơi hoảng loạn một chút á. Con nghĩ là nghỉ ngơi vài ngày sức khỏe thôi à. Cho chú xin phép gửi lời hỏi thăm anh Cường nha. Chú sẽ qua thăm ảnh sau. Dạ được, con cảm ơn chú. Chú nè, ba con đã về rồi thì con nghĩ là việc giám sát công ty Hoàng Cường bên chú có thể ngưng được rồi à. Được. Đợi anh Cường đi làm, chúng ta sẽ có một buổi họp về vấn đề này. Dạ không cần đâu, ngày mai con sẽ thông báo với ban giám đốc của công ty. Vì lý do sức khỏe cho nên tạm thời ba con vẫn chưa tới công ty được, nhưng có thể gián tiếp điều hành công ty ạ. Nếu theo ủy nhiệm thì hoạt động giám sát của bên chú chỉ chấm dứt hợp đồng khi đích thân ba con ký bản thanh lý hợp đồng. Vì vậy vậy thì chú cứ làm theo cách của chú đi. Chào chú. Cái gì? Con nó đã tìm thấy bác Cường rồi hả? Nhưng mà con gặp bác Cường chưa? Dạ chưa. Nghe điện thoại nói là anh Mạnh thông báo như vậy. Alo. Ba có nghe con nói không vậy? Ba nghe. Vậy chừng nào ba về vậy? Ba sắp xếp công việc xong á, ba gọi lại con sau nghe. Dạ. Con chào ba. Sao anh Cường về mà không báo cho mình biết vậy cả? Anh nghe nè. Alo, bác về rồi phải không anh? Mới sáng nay. Ồ, vậy để em qua thăm bác. Thôi được rồi, để hôm nào gặp ba anh cũng được mà. Vì vậy sao lại không cần? Em là con dâu tương lai của bác mà. Ai công nhận cô là con dâu tương lai vậy? Bộ cô nói xạo không biết ngượng miệng hả? Cái cô... Anh Duy hả? Lát em gọi lại cho anh nha. Đương nhiên là bác Cường biết tôi là con dâu tương lai của bác rồi. Chẳng lẽ cô biết cô là người ngoài mà.
cô nói chuyện thiệt là hàm hồ mà. Hàm hố? À, là hàm hố đó hả? Trời ơi, tôi đâu có tham tiền như cô. Cái gì tôi cũng có nè. Chỉ tiền là tôi có rất là nhiều. Sao? Đúng là nói chuyện với mấy cái người não ngắn như cô thiệt là mệt đó. Cô ê, trời ơi. Nè, có mắt mà không biết phân biệt cái xấu cái đẹp thì đừng có gắn lên mặt nữa. Hey, cô kia đừng hòng bỏ chạy. Cô đứng lại, đứng lại. Sao mà đẹp quá vậy trời? Tổn thương trái tim anh, em hả? Hết hồn anh dí à? Cậu nhìn gì vậy? Đang nhìn giai nhân bên này, quay qua đây gặp nguyên con quỷ à? Còn ở mặt thì ông khỉ. Lúc này ngon lắm mày ha. Chủ tịch đưa ông vô mà. Bây giờ chủ tịch về rồi, đâu có ai dám đuổi, dám nói gì ông đâu đúng không? Nhiều chuyện. Trời, làm gì vậy? Ê, ê, ê. Chà, lúc này lên mặt lắm mày ha. Rồi, hãy đợi đấy. Sói à, hãy đợi đấy. Chủ tịch về. Alo, có chuyện gì vậy? Tôi nghe anh trở về là sao? Không phải là tôi. Ủa, sao kỳ vậy? Cứ về đi, rồi biết, đừng lo. Ừ. Thôi nha. Ừ. Tôi khổ chị quá đi trời ơi. Tại sao tóc dài mà ốc ngắn quá vậy? Đáng lẽ ốc cũng phải dài như tóc vậy. Cái bạch màu vàng là rác hữu cơ, màu đỏ là cái rác vô cơ. Nhưng mà tôi thấy giống nhau mà, sao phân biệt được đây? Trời đất ơi, nói vậy mà còn cãi nữa. Vô cơ với hữu cơ làm sao mà giống nhau? Đi về học lại 12 đi ha. Còn nếu mà thích cãi lời tôi á, bây giờ lên làm tổ trưởng thì tôi xuống tôi làm tổ viên được chưa? Tôi nói cho bà biết. Tổ trưởng. Cái gì? Tôi có chuyện về nhà trước ông tổ trưởng. Trời, ngon quá ha. Chủ tịch mới giờ về cái lên mặt, cái muốn làm muốn nghỉ hả? Không có chuyện đó đâu ha. Bây giờ phụ bả phân loại rác rồi muốn nghỉ thì nghỉ ha. Không được, tôi có chuyện quan trọng cần về rồi. Ê, muốn về là về trời đất ơi. Cái ông này riết lên mặt nha, xin về sao trơn tru quá vậy? Ủa giờ tôi làm chi? Đi làm đi giờ tôi làm chi? Rảnh quá à. Khổ ghê á. Rồi trai nữa. Trời, muốn làm gì làm, bây giờ tôi phải làm thế gì của ông nữa hả trời? Chờ chút. Alo. Alo. Xin lỗi, có phải nhà anh Thêm không ạ? Phải. Nhưng mà chồng tôi đi làm rồi, kiếm chồng tôi có chuyện gì không? Cho tôi hơi thăm, chừng nào anh Thêm về vậy chị? Mới đi có mấy ngày mà về cái gì, còn lâu lắm. Ủa, mà ông là ai mà gọi kiếm chồng tôi vậy? Ê, Hùng ơi. Dạ. Gì má? Hình như có mối nào kiếm ba con đi làm á. Thiệt hả? Để con nghe cho. Nghe đi. Có gì con đi làm thế ba? Nghe đi. Alo. Xin lỗi, cho tôi hỏi, anh Thêm đi làm ở đâu vậy? Không phải kêu ba đi làm, mà hỏi ba làm ở đâu. Hình như là muốn thăm chào đó má. Ngu gì nói, muốn cướp cơm nhà này hả? Đâu có dễ. Ông hỏi làm gì, tôi không biết. Cho dù có biết, tôi cũng không nói. Thấy ba tôi kiếm nhiều tiền rồi muốn đi theo làm ăn hả? Ba chữ thôi, đừng có mơ. Thấy con thông minh không? Con được cái thông minh giống má. Đi có mấy ngày kiếm được nhiều tiền. Chết phải chưa? Dạ mà anh chị. Mình à, có
Vợ chồng anh chị Loan tới thăm mình nè. Dạ, chào anh. Chào anh. Chào anh chị. Ủa anh còn đang mệt mà làm việc rồi hả anh? Đang bắn trứng. Ê, tới vòng mấy vậy? Vòng 8 rồi. Mẹ. Dạ thưa cô chú, bây giờ ba con thần kinh căng thẳng, cần phải kiếm một trò chơi gì đó để giải trí, cười càng nhiều càng tốt, để thư giãn thần kinh đó mà. Đúng, nó đúng á. Có chút quà để miếu anh nè, người đau mới mạnh như anh á, dùng tốt lắm đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn nha. Con gì thấy ghê vậy? Đông trùng hạ thảo. Trùng hả? Cảm ơn anh chị. Thôi anh mệt rồi, vợ chồng tôi xin phép đi về ạ. Để con tiễn cô chú. Chào anh chị. Chào con. Dạ. Xong rồi, ngày mai anh Duy nhận được hoa chắc là xúc động lắm. Mẫu người biết quan tâm người khác như tôi chắc là không có nhiều đâu. Bà hả? Ê. Bà cũng mau gọi đi. Gọi chi? Thì gọi đặt qua tặng người ta chứ gì chi nữa. Thôi đi. Nè, thôi gì? Đưa điện thoại đây. Hả? Đi đây. Nè, thôi gì mà thôi. Mày làm gì vậy? Đi đây tôi gọi cho. Trả đây cho tôi. Để tôi gọi cho. Nè, để tôi gọi cho mà. Có chuyện trả điện thoại cho tôi. Để gọi cho. Nè, đưa đi. Nè. Nè. Chị. Hai đứa có gì vui vậy? Trả cho tôi. Làm gì vui dữ vậy? Bác Cường về thì em phải vui rồi. Chỉ cần là anh ấy hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Làm quá. Có gì đâu làm quá. Con người khô khe của chị thì làm sao mà biết cách quan tâm người khác. Dù sao thì bác Cường cũng là ân nhân của mình mà. Mà bác ấy về ít nhiều gì chị cũng phải vui một chút chứ. Chuyện đó. Ủa, sao tự nhiên chị đỏ mặt vậy? Hả? Có đỏ mặt hả? Ừ. Đỏ mặt gì đâu. Em á, lúc nào cũng bị tình yêu làm mụn mì đầu óc hết rồi. Ê, rõ ràng là chị đang đỏ mặt mà. Chị nói đi, chị đang nghĩ gì vậy? Chị, có phải là... Hỏi chị chi vậy? Chị đừng có giấu em nha. Có phải là chuyện với anh Duy đang giấu em chuyện gì không? Chị làm gì vậy? Tại sao em trai hình của anh ta làm gì? Chị đã nói với em là em với anh ta không có quen được nhau, nên dừng lại kết thúc sớm đi. Chị làm gì vậy? Nè nha, chị có quyền gì mà xen vào cuộc sống của em? Quyền chị hai của em, được không? Tình hình với thằng Mạnh sao rồi? Hai bên á đã thống nhất hợp đồng rồi anh. Bây giờ chỉ hẹn ngày ký thôi. Có tình báo lão già đó về rồi, cấp cứu kịp thời nên không có sao. Mọi việc bây giờ phải tiến hành càng nhanh càng tốt, trước khi lão ta biết. Nhưng mà anh yên tâm đi, thằng Mạnh nó đã khẳng định rồi, chắc chắn nó sẽ mua. Cậu đừng chủ quan, lão già đó khó đối phó hơn cậu tưởng nhiều đó. Tốt nhất bây giờ nên tung tin để vài người hỏi mua, tạo áp lực cho thằng Mạnh, nhưng ưu tiên cho nó mua hết. Rồi khi nào nó đặt cọc thì lấy tiền đó ứng trước cho nó một ít, nói là phía đối tác mua đất ở nước ngoài gửi làm tin. Công nhận á, anh quả là cao cơ. Nếu anh làm như vậy á thì nói tới tiền rồi nó sẽ càng hăng máu hơn, vét sạch túi để mua cho bằng được. Để em gọi điện thoại cho nó. Xin chào. Có chuyện gì không? Chừng nào anh có thể chuyển tiền cho tôi đây? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Cậu yên tâm đi. Không phải là tôi không tin anh, nhưng mà thật tình tôi cũng nói cho anh nghe, bây giờ á nhiều mối nhỏ dữ lắm. Anh cũng biết rồi đó, trong giới nhà đất này không có thông tin nào mà giữ bí mật được lâu đâu anh. Lợi nhuận cao như vậy á, muốn mua đâu phải là chỉ một mình anh đâu. Ý cậu là sao? Giá trị lô đất đó tới 25 tỷ lận, đâu phải vài 3 tỷ đâu anh. Nếu mà anh ngâm hoài á
Rồi lỡ cuối cùng anh nói anh không có tiền mua, làm sao một mình tôi gánh nổi đây? Tôi hiểu rồi. Nè, vậy cháy, vậy cháy, 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 cháy. Trời ơi, cháy cái gì mà cháy? Chú tưởng cháy rừng. Cái chú nằm ngủ gì kỳ vậy? Chú thấy hai con rồng đẹp quá, nằm ngắm rồi ngủ quên hồi nào không hay. Nữa, con đã dặn rồi bỏ cái thói quen đó đi. Chú nhớ rồi. Quên, quên. Ba con có thói quen dậy sớm tập thể dục dưỡng sinh, sao giờ này chú còn ngủ nữa? Cháu thông cảm đi. Lên đây lạ nước lạ cái, có dậy sớm á, chú cũng đâu dám đi lung tung. Hết nằm rồi tới ngồi, chán thêm một đội. Thời gian rảnh rỗi, chú tập những điều mà con đã chỉ đi chứ. Tập cái đó khó quá, phải có thời gian mới thành thạo được. Bây giờ không có thời gian nữa đâu, chú hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cháu nói sao? Ngày mai con sẽ đưa chú lên công ty đó. Hả? Lên, lên. Ba. 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 Hả? Ba ngồi như vậy đỡ đau lưng chưa? Sao hôm nay anh hay dậy sớm vậy? Hả? Em cứ nghĩ là chỉ có mình em biết lo cho ba hay sao? Đâu có. Ba, ba ra ngoài hít thở không khí cho nó khỏe đi. Với lại bữa trước đó ba nói là muốn tự tay tặng quà cho mẹ con mà. Hả? Tặng quà cho mẹ con hả? Đúng rồi, vì nó đúng đó. Thôi chúng ta ra ngoài đi. Cái gì đâu. Quên, quên. Ba con thường tự tay cắm hoa cho mẹ Nhi, lát nữa chú cũng làm vậy nha. Đừng để cho nó để nữa. Quên. Ủa anh hai, sao bữa nay anh có hứng thú với việc này vậy? Em không thích như vậy hả? Thì thường giờ này anh đã lên công ty rồi mà. Với anh thì ba là quan trọng nhất. Ba mới về, em muốn bên cạnh chăm sóc ba. Nè, nhớ những gì con dặn đó. Hoài vậy? Con nghĩ cắm như vậy sẽ đẹp hơn nè. Hôm nay ba không khỏe hả? Không, ba ba cũng ba khỏe, ba khỏe, ba khỏe. Chị tha lỗi cho tôi nghe chị Nhi. Trước đây ba vẫn thường gọi mẹ con là mẹ thằng Duy mà, sao hôm nay ba gọi tên của mẹ vậy? Đâu có, ba đâu có gọi tên má con. Con mới vừa nghe ba nói cái gì Nhi đó. Duy, hôm nay em bị làm sao vậy? Ba nói là mong mẹ phù hộ độ trì cho công ty. Đúng rồi. Hôm nay ba lên công ty đúng không? Bữa nay ba lên công ty. Nhưng mà sức khỏe của ba không sao đâu em. Ba là người của công việc mà, khi lên công ty không khí công ty sẽ làm cho ba khỏe hơn. Anh nghĩ là như vậy đúng không ba? Đúng đúng đúng, đúng rồi.
Chào giám đốc. Dạ chào anh. Chào hai cô. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện lạ nghe. Bác, bác mới về hả? Chúc mừng bác đã trở về. Chào. Chào con. Con khỏe hả? Đi ba. Vô đi ba. Em giữ số tiền này đi, để bà trang trải cuộc sống. Anh Hai, em cảm ơn anh Hai nhiều lắm. Ông già. Hả? Ăn sáng chưa? Rồi rồi. Ăn rồi xong đi làm đi, đứng dởm gì vậy? Biết rồi, biết rồi. Thiệt tình. Sao chú không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi làm à? Chú khỏe như trâu quá mà. Tinh thần làm việc của chú tụi con phải học hỏi nhiều. Có gì đâu, người già mà không làm việc á thì buồn lắm. Dạ chú nói đúng mà. Nhân tiện đây á, tôi có chuyện quan trọng hả con? Quan trọng muốn báo cho hai người. Con nói giùm ba đi. Thực ra là như thế này, trước đây ba tôi có ủy quyền cho công ty Lục Thuận Thiên giám sát Hoàng Cường khi ba tôi vắng mặt. Bây giờ ba tôi trở về rồi thì Thuận Thiên không phải làm việc này nữa. Ngày mai chúng ta sẽ họp với Thuận Thiên để báo về vấn đề này. Đúng rồi. Bác Cường. Đúng rồi. Bác Cường. Bác Cường, bác mới về hả? Bác Cường. Ai vậy con? Là Anna. Ủa bác không nhớ con hả? Anna. Không phải, con là Anna nè. Anna. Đúng rồi Anna. Bác khỏe không? Khỏe. Con có khỏe không? Con khỏe. Vậy là hai bác cháu cũng khỏe. Mời con ngồi. Mời con ngồi. Dạ. Sự mà con. Dạ con cảm ơn bác. Ngồi đi, ngồi đi. Hồi nãy ở ngoài cửa anh Mạnh nói cái gì mà hủy bỏ vai trò giám sát của công ty Thiên Thuận. Sao nghe giống muốn gạt anh qua một bên vậy? Em đừng có nói lung tung. Ba anh đã về rồi. Làm như vậy là hợp tình hợp lý mà. Cái gì mà hợp tình hợp lý? Ba anh chưa khỏe hẳn mà tự nhiên á tuyên bố lung tinh. Vậy thì càng tốt chứ sao, anh khỏi phải tới công ty làm việc nữa, em cũng khỏi làm trợ lý cho anh luôn. Anh nói gì vậy? Ủa là sao, có nghĩa là anh không làm nữa hả? Đúng rồi, trước khi em về anh cũng đâu làm việc trong công ty, chỉ sau này á khi ba anh mất tích rồi anh mới về làm theo yêu cầu của ba anh. Vậy có nghĩa là anh không đi làm nữa. Vậy còn em thì sao? Chẳng lẽ em cũng thất nghiệp như anh hả? Em mà sợ thất nghiệp gì? Phải nói như vậy, Hoàng Cường mà có được một nhân viên giỏi như em á là điều may mắn nhất. Không, anh không đi làm thì em sẽ không đi làm. Ở đây còn có ý nghĩa gì nữa? Coi em kìa, em đừng con nít như vậy. Anh Duy à. Em nghĩ là anh nên suy nghĩ lại đi. Anh không nên rời khỏi công ty lúc này. Thực ra ba anh chưa khỏe lại mà. Em lo gì chứ, dù sao thì ba anh cũng đã về rồi. Hơn nữa công ty còn có anh Mạnh. Mà anh Mạnh chính là cái người phát triển Hoàng Cường chứ không phải là anh. Em mà là Bác Cường á, em nghe anh nói vậy em sẽ rất là buồn. Anh nghĩ đi, sau này á, tất cả tài sản của công ty chắc chắn sẽ thuộc về anh rồi. Đó là quyền lợi cũng như là trách nhiệm, anh không được trốn tránh trách nhiệm. Còn về việc chuyên môn cứ để em lo. Nếu mà anh muốn tìm một người quản lý và phát triển Hoàng Cường á, em là lựa chọn số 1.
tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Thiệt là mệt hết sức. Quá ra làm lớn cũng đâu sung sướng gì. Quái lũ mũi nó còn không cho nữa. Rồi không biết chừng nào nó cho về nhà đây. Mệt. Đúng là chú Thêm. Tại sao chú lại đóng giả mình? Ai ép chú? Thiệt là mệt chết đi. Quá ra làm chứng to chẳng sung sướng gì. Ôi, không biết chừng nào mới được về nhà đây nữa. Nếu mà bị ép đóng giả mình thì ai ép? Thằng Duy đương nhiên không có lý do gì rồi. Bà Tân không nghĩ được sâu như vậy. Chỉ còn thằng Mạnh. Nhưng sao nó biết? Nó muốn làm gì? Alo. Alo, tôi đây. Nè, công việc hôm trước tôi nhờ cậu á, điều tra tới đâu rồi? Người mua lô đất số 3 trong dự án Hoàng Ngọc Việt đúng là bà Xuân. Cách đây mấy ngày bà ấy đã bán lại cho cậu đất với giá gấp đôi. Cậu có chắc không? Không thể sai được. Nhưng mà ở đâu ra mức lợi nhuận lớn như vậy? Chuyện này đúng là rất lạ. Hả? Nhưng còn một chuyện nữa. Còn chuyện gì nữa? Theo những gì tôi nghe được thì bà Xuân vẫn có ý tiếp tục mua. Thậm chí là mua hết tay cò đất lần trước, làm việc với bà ấy. Sáng nay tới siêu thị rất sớm. Cậu có nghe được họ nói gì không? Vì phòng kín quá, tôi nghe không được. Nhưng khi chia tay, thái độ hai bên rất vui vẻ. Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Dạ. Anh đang ở đâu vậy? Hồi nãy em có qua phòng kiếm anh mà không gặp. Anh với ba có việc phải ra ngoài, chưa có về công ty được. Ba có khỏe không? Em bị sao vậy? Mới gặp ba xong là hỏi ba có khỏe không? Tự nhiên em có một cái cảm giác bồn chồn khó chịu, cảm giác bất an lắm. Ba vẫn bình thường chứ? Anh mới thấy em là không bình thường đó. Hả? Nếu cảm thấy ở công ty bức bối quá thì ra ngoài cho nó khỏe đi. Con, nó giờ hỏi cái gì vậy? Hay là nó đã biết cái gì rồi? Hết nó rồi tới mẹ nữa. Tao đang uống mà. Trời đất ơi, nè, ông làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Nè, 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 nè. Đưa đây, mày làm bỏ gì? Tay ra. Hả? Anh mày, phá phách thôi. Ông làm gì ba tôi vậy? Cái làm gì? Đồ ăn kìa. Lấy ra từ tiệm ăn rồi. Mới nhập về chưa kịp bán nữa. Bộ rẻ lắm hả? Lấy có một cây làm gì? Làm hư cả đống rồi nè. Tôi nói cho ông biết, cho dù ba tôi ăn hết chỗ này hoặc quăng hết chỗ này ra đường cũng được. Ông có quyền gì ở đây mà lên tiếng hả? Con, ổng đâu phải là ba của con đâu. Ông xin lỗi ba tôi đi. Một là ông xin lỗi ba tôi. Hai là từ ngày mai ông không có tư cách bước vào siêu thị này. Con, ổng đâu phải là ba của con đâu. Mà là là gì? Là sô-cô-la rẻ tiền, ăn thoải mái. Xin lỗi ba tôi đi. Xin lỗi. Nói lại. Nói lại. Xin lỗi anh Thêm. Xin lỗi ai? Tôi nhầm. Xin lỗi anh Cường. Tôi cảnh cáo ông, nếu như ngày mai ông vẫn cố tình lộn xộn như vậy hoặc làm cho người khác hoảng loạn mà lẫn lộn thì ông đừng trách cứ tôi. Đi ba. Trả mày nè. Ăn chút làm gì dữ vậy hả? Thằng tranh con. Mình ơi, đừng có trách mà mình. Nó còn gì? Nhỏ. Hay quá ha.
Sao nãy giờ im ra không nói tiếng nào đi? Mình à, mình đã lỡ ký hợp đồng mua đất rồi. Lỡ mà nó đổi ý có phải công mình là giá tràng không? Anh Duy, em kiếm anh quá trời luôn, không ngờ anh trốn ở đây. Anh tối nay đi xem phim nha. Đi nhá, coi phim nha. Anh Duy. Ủa, ủa sao cô lại ở đây? Bạn trai của tôi phải ở bên cạnh tôi chứ. Ủa, bỏ tay ra. Cô không phải bạn gái thì hỏi làm gì chứ. Anh Duy, tối nay đi coi kịch với em nha. Anh xin lỗi em, anh không thích coi kịch. Vậy thì mình đi coi phim. Tôi rủ anh Duy xem phim trước bộ. Cô rủ trước chứ đâu có hẹn trước ha. Thôi, anh nói nghe nè, hôm nay anh bận lắm. Hai người muốn xem phim đúng không? Ừ. Đúng không? Hai người cứ tự nhiên đi coi phim với nhau. Anh Duy. Chắc là anh Duy đang muốn một mình. Thì sao? Khi tôi muốn một mình á thì tôi không muốn ai làm phiền tôi. Cô hiểu không? Cô khác, anh Duy khác. Con người thường giống nhau thôi mà. Ê, hay là anh Duy không đi xem phim với tôi? Tôi nghĩ hay là cô đi xem phim với tôi. Tôi chưa biết nhiều rạp phim ở Sài Gòn này. Hay cô dắt tôi đi đi. Tôi vẫn có đi coi phim hả? Cũng được. Nhưng mà tôi không có rảnh ha. Tôi về đây chưa có biết gì về Sài Gòn hết. Muốn đi xung quanh Sài Gòn coi nó làm sao. Ồ, vậy đó hả? Kệ cô chứ. Hay là cô dẫn tôi đi đi. Tôi không có ai là bạn với tôi hết. Tôi đâu phải là bạn của cô. Tôi với cô là tình địch mà. Ê, cô không nghe câu này sao? Ba tôi nói á, nên là bạn thân của kẻ thù. Được. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Nếu như cô làm theo lời của tôi thì tôi sẽ dẫn cô đi chơi. Anh Phú hả? Tôi đang bận. Có gì tôi gọi lại sau nha. Được rồi, chịu nhậu nha. Cái chuyện giả dạng á phải kết thúc ngay từ bây giờ. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công ty. Ông Phú không tin sự trở về bất ngờ của ông Cường, vì điều này nằm ngoài kế hoạch của hai người. Ông Phú có tìm được câu trả lời khi trực tiếp đến nhà gặp ông Cường. Mạnh đã dùng mọi thủ đoạn bắt ép ông Thêm giả mạo ông Cường và phải làm theo ý của mình. Chú nói gì? Con phải bình tĩnh là Duy à. Người đó không phải ba con, vậy là ai? Đừng có nói với con là chú không biết chú là ai luôn nha. Anh có nhớ gì không? Là ai vậy?